Thái Bình bắt tạm giam 4 cán bộ y tế và doanh nghiệp để hàng trăm công nhân vượt chốt. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam hai cán bộ y tế nhận hối lộ và hai cán bộ doanh nghiệp liên thủ để hàng trăm công nhân ra vào tỉnh Thái Bình mà không phải xét nghiệm COVID-19. Các bị can bao gồm Phạm Việt Cường sinh năm 1992, cán bộ trung tâm y tế huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình và Vũ Thị Lan sinh năm 1984, cán bộ trạm y tế xã Tân Lễ huyện Hưng Hà bị điều tra về tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Trọng Đạt sinh năm 1984, cán bộ của công ty cổ phần Thiên Hưng có trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Duy Việt sinh năm 1983, Trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn có trụ sở tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên bị điều tra về tội đưa hối lộ. Các quy định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo nguồn tin cho biết, với vai trò là cán bộ y tế thuộc tổ liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại chốt cầu Triều Dương, Hưng Hà, Thái Bình, có nhiệm vụ kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 với người đi và vào tỉnh Thái Bình, Phạm Việt Cường đã nhận 3,5 triệu đồng từ Nguyễn Trọng Đạt là cán bộ ban tuyển dụng lao động của công ty cổ phần Tiên Hưng để tạo điều kiện cho các công nhân của công ty Tiên Hưng chưa xét nghiệm COVID-19 được qua chốt ra vào tỉnh Thái Bình. Tương tự, nhân viên y tế Vũ Thị Lan cũng nhận 5 triệu đồng của Nguyễn Duy Việt, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Sơn để cho các công nhân của công ty này được qua chốt khi chưa có giấy xét nghiệm Covid-19. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.